Hi, chào tất cả các bạn, chào những anh em hâm mộ MotoGP. Hiện giờ là 5 giờ 41 phút và mình cũng chuẩn bị để mà đi làm rồi. Nhưng mà cũng tranh thủ chút ít thời gian làm cái video này để cùng với anh em nhìn lại cái chặng đua đầu tiên, cái chặng Spanish GP của mùa giải MotoGP năm 2020. Có rất là nhiều điều để nói về cái chặng đua đầu tiên này. Thực ra là có rất là nhiều cái điều để nói ở cái Grand Prix đầu tiên của mùa giải mới, bắt đầu từ thứ tư rồi đến thứ sáu, thứ bảy và hai ngày trước là cái ngày chủ nhật đó. Thì những cái sự kiện, những cái biến cố của ngày thứ sáu, thứ bảy thì mình đã nói trong những cái video lần trước rồi. Nhưng mà hôm nay thì trong cái video này mình chỉ nói về cái chặng đua chính, cái main race vào ngày chủ nhật mà thôi. Khi mà mọi người quay trở về với lý trí, khi mà những cái cảm xúc của cái chặng đua đó đã qua đi á, when everything gets back to their senses, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại, đưa ra một cái nhìn tổng quát hơn, khái quát hơn. Mặc dù nó không có hoàn hảo, tại vì mình cũng không có ở trong chăn, cho nên mình cũng không có biết là trong đó có mấy con rận. Nhưng mà thực sự là bây giờ mình nhìn, sau 2 ngày thì mình nhìn lại mọi thứ nó với một cái nhìn nó mang tính lý trí nhiều hơn. Mặc dù cảm xúc vẫn còn đó, khi xem lại cái chặng đua này tối qua thì thực sự là mình cũng vẫn còn nguyên những cái cảm xúc như là tối chủ nhật mình xem. Nhưng mà thực sự thì chúng ta tạm thời nên bỏ qua cái cảm xúc đó và chúng ta sẽ cùng đi vào nói những cái điểm chính của cái chặng đua hôm chủ nhật vừa rồi. Thì trong cái video này mình sẽ nói những cái gì? Thì trong cái video này, thứ nhất á, điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn thì đây là một cái giải vô địch có rất nhiều trắc trở, có rất nhiều gian truân, có rất nhiều cái khó khăn dành cho các cái đội đua và các cái tay đua. Giải vô địch là Championship ha. Thì tất cả các bạn, những người mà theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, thế giới này kia thì các bạn cũng biết rồi. Cái đại dịch Covid nó có một cái tác động tức thời và một cái hậu quả rất là lâu dài trên tất cả các cái hoạt động của con người. Thì MotoGP cũng không nằm trong cái cũng không phải là ngoại lệ. Ngày xưa thực ra năm mùa giải năm ngoái thì chúng ta có tới 19 cái chặng đua trên khắp thế giới, nhưng mà cái mùa giải 2020 sau rất nhiều cố gắng của Liên đoàn Mô tô Thế giới cũng như là cái công ty Dorna cùng với các cái nhà sản xuất á, thì họ đã có được 13 chặng đua. Nhưng mà 13 chặng đua này chỉ diễn ra ở châu Âu và diễn ra trong vòng 18 tuần. Và với cái việc là cái con virus Covid á, nó đang trực chờ ở ngoài kia, thì cái con số 13 chặng, cái con số 13 chặng này nó cũng không có mang nhiều ý nghĩa. Tại vì nó có thể bị, những cái chặng đua này có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào, khi mà các cái chính phủ có thể là áp đặt những cái lệnh cấm mới, những cái lệnh giới nghiêm mới. Thì các bạn cũng thấy là đua 13 chặng trong 18 tuần thì cũng đặt ra một cái thách thức, một cái ngọn núi về mặt chiến thuật cho các cái đội đua, các cái tay đua phải vượt qua. Họ phải tính toán như thế nào để mà tối đa hóa cái điểm số, để mà tối mà giữ cho mình không bị chấn thương nữa. Đó là một cái câu chuyện tiến thoái lưỡng nan, một cái nan đề dành cho các cái đội đua. Chẳng hạn như là bây giờ họ phải, với cái số lượng chặng đua bị cắt ngắn như vậy thì họ phải làm gì? Giả dụ như họ cố gắng chấp nhận rủi ro nhiều hơn này. Chấp nhận rủi ro nhiều hơn có nghĩa là họ phải có được cái điểm số nhiều hơn so với cái việc mà chạy tà kiếm cơm. Nhưng mà nếu mà chấp nhận rủi ro nhiều hơn thì đồng nghĩa với cái rủi ro là sẽ bị chấn thương này, hoặc là sẽ bị té là một chặng DNF, do not finish. Thì lúc đó thì cái điểm số của cái chặng đó là zero. Nhưng mà nếu chạy một cách tà kiếm cơm á, thì thực sự là điểm số thì có nhưng không bị chấn thương. Nhưng mà nếu như mà cái giải vô địch, cái championship này bị cắt ngắn, bị chấm dứt tạm thời thêm một lần nữa, thì cái việc mà có quá ít điểm số như vậy thì nó cũng không có vui vẻ gì, không có được lợi lộc gì. Nếu mà Liên đoàn Mô tô Thế giới là quyết định ok, sau 10 chặng đua chúng ta sẽ chấm dứt cái giải vô địch này, và lúc đó thì các cái tay đua mà không chấp nhận rủi ro thì cảm thấy rất là hối tiếc. Các cái tay đua
họ biết họ phải làm gì. Có những cái tay đua chấp nhận chạy một cách an toàn, nhưng mà cũng có những cái tay đua chấp nhận đánh đổi, chấp nhận vượt qua cái thứ nhất là cái giới hạn bản thân, và chấp nhận đưa cái vị trí của mình về phía trước. Bình thường một cái trận đua sẽ có 22 tay đua, nhưng mà các bạn thấy là vào ngày chủ nhật vừa rồi chỉ có 20 tay đua, với hai tay đua là Alex Rins bị té ở cái buổi phân hạng, và hôm chủ nhật trước cái trận đua có cái buổi warm up á, cái buổi làm nóng á, thì tay đua Cam Crutchlow cũng bị chấn thương, và như vậy là trên đường đua chỉ có 20 tay đua mà thôi. Và ngoài Alex Rins và Cam Crutchlow, chúng ta có Marc Márquez. Và chính cái điểm này mình sẽ dẫn các bạn tới cái điểm thứ hai mình muốn nói trong cái video này, đó chính là chúng ta sẽ nói về Marc Márquez. Mình biết bây giờ truyền thông thế giới nói rất rất chi là nhiều về cái trận đua của Marc Márquez. Gần như là cái chiến thắng của Fabio Quartararo gần như ha bị lu mờ trước cái cách chạy của Marc Márquez hôm chủ nhật vừa rồi. Thực ra cái chiến thắng của Fabio Quartararo là cái chiến thắng đã được mong đợi từ lâu rồi. Với cái sau những cái gọi là những cái lần mà bị thất thủ ở cái mùa giải 2019 á, thì mùa giải 2020 người ta tin là Fabio sẽ có cái chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp MotoGP của mình. Và những cái con số hôm chủ nhật, những cái hôm tập luyện thứ 6, thứ 7 cũng cho thấy cái điều đó. Nếu mà Fabio có cơ hội thì cậu ấy sẽ giành chiến thắng. Và chúng ta và cũng dễ hiểu thôi khi mà truyền thông thế giới tập trung vào nói về Marc Márquez. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ theo cái nhịp sóng của truyền thông thế giới, chúng ta sẽ nói về Marc Márquez. Rồi, cái màn trình diễn của chàng trai 27 tuổi người Tây Ban Nha hôm chủ nhật vừa rồi là một trong những cái màn trình diễn phải nói là hấp dẫn nhất. Nói vĩ đại nhất thì nó cũng hơi sớm, nhưng mà chúng ta có thể nói là một trong những cái màn trình diễn hấp dẫn nhất, gay cấn nhất trong cái lịch sử đua MotoGP, đua xe hiện đại. Từng láp sau cái việc mà bị chạy ra khỏi đường đua ở cái vòng đua thứ 5 thì Marc Márquez tụt về vị trí thứ 19, và từng láp, từng vòng cho đến khi mà lên vị trí thứ 3, thì trong 16 vòng đó thì Marc Márquez chạy nhanh hơn bất cứ một cái tay đua nào vào cái thời điểm đó. Người ta thống kê như thế này nè các bạn, nếu mà chúng ta đem cái thành tích chạy của Marc Márquez á, bỏ cái vòng chạy đầu tiên và cái vòng chạy thứ 5 á, khi mà Márquez chạy ra khỏi cái đường đua, và đem cái thành tích chạy này so sánh với 19 cái vòng chạy của Fabio Quartararo, đó, các bạn biết là Fabio là người giành chiến thắng ha, thì Marc Márquez á, nhanh hơn 1/10 giây mỗi vòng so với Fabio Quartararo. Rồi, và chúng ta đem những cái con số này của Marc Márquez so với Maverick Vinales. Maverick Vinales là người về thứ hai ha. Thì Marc Márquez nhanh hơn 4/10 giây so với tay đua của Monster Yamaha. Và chúng ta cũng không cần phải so sánh cái thành tích của Márquez với các cái tay đua còn lại. Nếu mà so sánh với các cái tay đua còn lại, chúng ta sẽ lấy là tay đua Jack Miller đi. Thì Jack Miller á, về ở vị trí thứ 4, 6,6 giây cách biệt so với Fabio Quartararo. Có cái vòng chạy tốt nhất, nhanh nhất của cái trận đua là ở 1:38.677. Rồi, và chỉ có ba cái tay đua chạy tốt hơn cái thành tích này, tốt hơn cái thành tích là 1:38.677 á, là Márquez, Vinales và Fabio. Qua cái sự so sánh này á, chúng ta thấy một cái tốc độ cực kỳ khủng khiếp của Marc Márquez, đúng như là những cái người bình luận viên của Honda Việt Nam á, đó. Chiếc tốc độ của chiếc RC213V đang được đẩy lên rất cao. Đó, cái chuyện này là mình phải đồng ý với nhau một chút ha. Nhưng mà cái chuyện này chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà cái cách mà chúng ta ấn tượng với Marc Márquez á, đó chính là cái cách mà cậu ấy vượt qua các cái tay đua khác. Nếu trong quá khứ á, chúng ta cáo buộc, chúng ta chửi bới,
chúng ta lên án Marc Márquez vì cái cách chạy là thiếu trách nhiệm, cái cách chạy là không coi ai ra gì. Nhưng mà ở cái chặng đua hôm Chủ nhật vừa rồi, chúng ta thấy là Márquez vừa trong 16 cái vòng đua mà từ vị trí đó áp chót đó lên cái vị trí thứ ba, Márquez vượt một cách rất là gọn gàng, rất là chính xác. Nói chung là tất cả mọi thứ là không có va chạm với bất cứ một cái tay đua nào hết đó. Và họ cũng biết là cái race pace của họ không thể nào mà sánh với chàng trai người Tây Ban Nha hết. Cho nên là mình không hiểu là các cái tay đua có nhường Márquez hay không. Chúng ta đang bàn đến một cái vụ là Rossi nhường Márquez trên các cái mạng xã hội, nhưng mà mình không biết là các cái tay đua suy nghĩ như thế nào nữa. Nhưng mà thực sự những cái cách chạy, những cái cú vượt của Marc Márquez ở trong cái chặng đua rồi thực sự là chính xác và không có kiếm chuyện, không có gây chuyện với bất cứ một cái tay đua nào trên cái trường đua vào cái ngày Chủ nhật. Thực sự là tuyệt vời, tuyệt vời. Và cái điều đó nó cho thấy cái điều gì? Cái điều đó nó cho thấy cái sự vượt trội. Đó, như trong cái video lần trước mình nói cái sự vĩ đại thì nó hơi sớm để mà kết luận, nhưng mà nó cho thấy cái sự vượt trội của Marc Márquez so với phần còn lại của MotoGP. Nếu như vào một ngày đẹp trời không mắc bất cứ một cái chuyện sai lầm nào hết thì thực sự đánh bại Marc Márquez nó còn khó hơn là leo lên đỉnh Everest nữa các bạn. Và khi mà lên ở vị trí thứ 3, lên ở vị trí thứ 3 thì gần như là những cái gì tinh hoa, những cái gì tinh túy, tất cả mọi cái kho tàng võ công của Márquez được thi triển rồi. Nhưng mà cái lốp không còn chịu được nữa. Khi mà bào như vậy, khi mà chạy bán sống, bán chết như vậy thì không có cái lốp xe nào mà có thể chịu nổi. Và cái hệ quả các bạn cũng thấy rồi, những cái hình ảnh rất là đau. Thực sự là cái vấn đề khi mà Márquez high side té mà cao lên bay xuống đó, thì cái vấn đề đó không phải là một cái vấn đề nó đã tồi tệ rồi, nhưng mà cái vấn đề tồi tệ hơn nữa mà khi mà Márquez ngã xuống đó, thì chiếc rờ xe 13V á vào đây, đây tông vào cái phần này, humerus, trong tiếng Anh gọi là humerus, cái cẳng tay này, cái phần cẳng tay trên này nè các bạn, rồi gãy luôn đó. Và ngay lập tức thì Marc Márquez phải đi đến bệnh viện liền. Chúng ta thấy là cái sự đau đớn, mặc dù là đau đớn trong tuyệt vọng đó các bạn, của cái chàng trai người Tây Ban Nha, thực sự là mình rất là khâm phục đó. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái tiền sử bị chấn thương trong 2-3 mùa gần đây ấy, thì từ mùa 2017 là bị vai 18 thì phải, vai trái này, phẫu thuật vai trái này, mùa 2019 là vai phải này, rồi bây giờ là thêm cái phần này nữa. Và người ta đang lo ngại là cái dây thần kinh ở cái phần này này các bạn, nó bị hư rồi, nó bị coi như là bị không có còn cái cảm giác đau nữa. Thì đó là một cái hệ quả vô cùng đau đớn, vô cùng đau đớn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua những cái hệ quả khi mà Marc Márquez bị chấn thương như vậy. Cái điều đầu tiên á là cái cơ hội giành chức vô địch của Márquez, không phải là giành chức vô địch nữa mà là cái cơ hội để bảo vệ cái chức vô địch của Márquez là không còn nữa. Mình phải thẳng thắn với nhau, cho dù hy vọng nó rất là mỏng manh, hy vọng nó rất là bé nhỏ, nó như ngọn lửa, ngọn nến trong đêm, nhưng mà thực sự là cái khả năng mà Márquez bảo vệ cái chức vô địch thế giới gần như là không còn nữa. Người ta tính được á, cái viễn cảnh mà Marc Márquez quay trở lại thì cũng phải mất ít nhất là 8 tuần. Mất ít nhất là 8 tuần. À, và trong 8 tuần đó thì chúng ta sẽ có những cái chặng đua xen kẽ nhau và cái số điểm mà Márquez mất là rất là nhiều. Nhưng mà khi trở lại á, thì Marc Márquez phải chạy với một cái tay bị thương, một cái tay không có lành lặn, và chạy trong cái nỗi đau đó thì nó cũng cái rủi ro nó càng ngày càng lớn hơn nữa. Và ở cái viễn cảnh mà xấu nhất á, thì gần như mùa giải 2020 kết thúc với chàng trai người Tây Ban Nha. Márquez phải trải qua cái thời gian trị liệu rất rất chi là lâu trước khi mà quay trở lại, cũng phải mất từ 3 cho đến 6 tháng và để mà gọi là hoàn toàn bình phục chấn thương này kia, hoàn toàn khỏe mạnh thì cũng phải mất 9 tháng cho đến 1 năm. Tức là gần như là bỏ, nói thẳng luôn là bỏ mùa giải 2020, chấp luôn, coi như là bỏ đi hết, làm lại từ đầu đó. Rồi, đó là về mặt cá nhân của Márquez.
Còn về mặt đồng đội, về mặt team á, thì gần như là Repsol Honda đang tự đào hố cho mình. Bao năm qua, chiếc RC213V chỉ có Marquez là cầm lái được. Và bây giờ, cái người đàn ông mang về cho Honda những chức vô địch thế giới, những chức vô địch đội đua, những chức vô địch nhà sản xuất á, đã nằm trên trên giường rồi, đang trong quá trình hồi phục rồi, thì không có một cái tay đua nào đủ sức, đủ tầm để mà có thể gánh vác cái trọng trách này. Như bạn nói rất là đúng, những năm qua Marc Marquez gánh team, đúng, chính xác. Và cái người gánh team đã ra đi rồi, thì giống như Marc Marquez, cái hố mà Honda đào á, thì càng ngày nó càng sâu hơn nữa, càng ngày nó càng đi vào những cái vùng tăm tối mà không ai có thể lường trước cái chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không thể đặt niềm tin vào Alex Marquez, chúng ta không thể đặt niềm tin vào Takaaki Nakagami. Và sang năm thì Ken Crutchlow cũng không còn cái không còn đua cho Honda nữa, và chúng ta cũng không chưa thể nào mà đặt niềm tin vào Pol Espargaro được. Đó, một cái chiếc xe mới, một cái văn hóa làm việc mới, nó khác hoàn toàn giữa châu Âu và châu Á. Rồi, đó là cái câu chuyện của Marc Marquez này, Repsol Honda này, và những cái hệ lụy từ cái cú ngã của Marquez. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua Fabio Quartararo. Vâng, thưa các bạn, Fabio Quartararo là một cái exceptional rider, một cái tay đua xuất sắc, một cái tay đua xuất chúng. Xuất chúng đến bao lâu á, thì chúng ta cần thời gian phải trả lời. Nhưng mà trước hết á, chúng ta phải chúc mừng chàng trai người Pháp đã có cái chiến thắng đầu tiên trong cái sự nghiệp MotoGP sau rất là nhiều lần bị hụt mục tiêu ở cái mùa giải 2019. Cái chiến thắng của Fabio Quartararo là một cái chiến thắng rất là đáng nhớ đối với cá nhân của cậu ấy, và rất nhiều điều trong lịch sử đã được viết lại. Chẳng hạn như là hôm ở trong cái video lần trước mình có nói là cái tuần vừa rồi là một cái tuần rất là đáng nhớ với chàng trai này. Thứ nhất là chạy nhanh nhất một vòng ở Jerez này, rồi gọi là phá kỷ lục đó, rồi giành pole này, rồi giành chiến thắng này. Cái chiến thắng của Fabio cũng đánh dấu là cái đánh dấu chàng trai này là với cái chiến thắng này á, thì Fabio là cái người Pháp đầu tiên chiến thắng một cái chặng đua MotoGP kể từ năm 1999, như vậy là 21 năm rồi. Và cũng là cái tay đua vệ tinh của đội Yamaha chiến thắng một cái chặng đua kể từ năm 2000. Và nói một cách chính xác hơn á, cũng là cái tay đua vệ tinh đầu tiên chiến thắng một cái chặng đua MotoGP mà không chạy xe Honda đó, kể từ năm 2000 đó. Rồi còn những cái thống kê linh ta linh tinh đó thì mình cũng không có nói làm gì. Nói chung các bạn có thể xem ở trên mạng ha. Cái chiến thắng của Fabio Quartararo là cái chiến thắng của một cái ngoài cái sự nỗ lực của Fabio, là cái chiến thắng của một cái tập thể được gây dựng bởi hai con người là Wilco Zillenberg và Johan Steefeld. Ngoài ra thì có cái ông người Malaysia Raslam Razali đó. Thì tất cả những cái con người này đã tạo nên một cái môi trường làm việc hết sức là tuyệt vời ở Yamaha Petronas. Họ cho những cái điều kiện cần thiết này, họ biết những gì cần phải làm, và từ đó thì cái thành quả sẽ đến thôi. Đó, thì sang năm Fabio sẽ được chạy ở factory team của Yamaha, và chúng ta sẽ chờ xem năm nay ha, liệu với cái chấn thương của Marquez á, thì Fabio có tận dụng được cái lợi thế này để mà có được cái chức vô địch thế giới cho mình hay không, thì chúng ta phải chờ xem. Chúng ta còn 12 chặng đua nữa. Một cái nhân tố bí ẩn ở trong ngày chủ nhật á, đó chính là Andrea Dovizioso. Dovizioso cũng rất là thẳng thắn luôn, cái vị trí thứ 3 trên bục trao giải là giống như là một cái chiến thắng vậy. Dovi chưa bao giờ đứng trên bục trao giải ở trường đua Jerez. Các bạn thấy chưa? Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình Dovi đứng trên bục trao giải ở Jerez. Nhưng mà hôm chủ nhật vừa rồi Dovi đã làm được. Và đánh giá
cái cơ hội giành chức vô địch thế giới á, thì Valentino Rossi đưa ra một cái nhận xét rất là khá là chính xác, khá là hợp lý. Đó chính là Fabio Quartararo và Maverick Vinales có cái cơ hội lớn nhất để mà giành chức vô địch thế giới, nhưng mà cũng đừng có vội vàng gạch bỏ Ducati và Andrea Dovizioso. Một người ta càng nói nhiều về Fabio và Maverick thì cái sức ép dành cho Dovi và Ducati giảm xuống, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ bỏ đi những cái cơ hội mà cái giải vô địch này mang đến cho họ. Những cái chặng đua sắp tới á, là những cái chặng đua lợi thế cho chiếc xe Desmo Sedici GP, chẳng hạn như là Brno này, nơi mà Dovizioso về thứ nhì năm ngoái này, rồi chúng ta có là đua ở Áo này, trường đua Spielberg này, rồi ngoài ra thì sau đó thì sẽ đua ở Misano này, đó là cái trường đua thử nghiệm, cái test circuit của Ducati này, và Ducati đã giành chiến thắng ở Misano cũng rất là nhiều lần rồi. Thì chúng ta thấy là những cái chặng đua sắp tới, cái sức máy, cái sức mạnh của chiếc Desmo GP sẽ có cơ hội để tỏa sáng, và chúng ta đừng vội vàng gạch bỏ Dovizioso trong cái cuộc chiến giành cho vô địch. Và cái điểm nhấn cuối cùng ngày hôm nay đó chính là chúng ta phải nói đến KTM. Họ đã cuối cùng làm được một chiếc xe MotoGP. Họ có những cái bước tiến thần tốc với sự đóng góp của Dani Pedrosa. Họ đã lắng nghe những cái phản hồi, những cái feedback của các cái tay đua gà nhà để mà xây lên một cái chiếc xe, làm nên một chiếc xe có đủ sức cạnh tranh với những cái chiếc xe khác ở trên cuộc đua MotoGP. Đó là những cái điểm chính mà mình muốn nói với các bạn trong cái video bình luận tổng hợp cái chặng đua Spanish GP 2020. Và cuối tuần này các cái tay những chiếc xe lại gầm rú trên trường đua Jerez một lần nữa với cái chặng đua được gọi là Andalusia GP. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở trong những cái phần bình luận của những cái buổi chạy này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn một ngày mới đi làm vui vẻ, hạnh phúc, làm việc có hiệu quả. Tạm biệt, bye bye.